Chào quý vị và các bạn. Hôm nay hãy cùng làm món mắm cá thu chân với mình nha. Đây mắm cá thu. Thịt xay. Mỏng. Và nấm rơm. Giờ mình sẽ đi trước tiên là mình sẽ chiên cái khứa cá thu này lên nha quý vị. Cái mắm cá thu này mình đã rửa sạch để ráo, giờ mình sẽ chiên nha. Mình chiên vàng rồi cái gì, mình sẽ đem gắp bỏ vào cái con. Bây giờ mình sẽ nêm đường. Cá thu nó mặn rồi cái gì, thành ra mình chỉ nêm đường. Tiêu và một ít bột ớt nha. Mình sẽ đổ gần với hành tím, với hành, với đầu hành lá băm cái gì. Giờ mình sẽ tiếp tục phi mỡ nha. Giờ mình sẽ phi mỡ vàng rồi thì bắt đầu giờ mình sẽ xào cái phần thịt. Mình sẽ xào tiếp nấm rơm nha. Giờ mình sẽ đổ thịt mình mới xào xong vô. Tiếp nấm rơm. Mình sẽ bỏ vào cái nồi, nồi mình đổ nước vô mình chưng cách thủy nha. Giờ mình sẽ đổ nước vô. Mình đổ cỡ sắp thôi. Lại và đợi nồi nước sôi lên á, thì bây giờ mình sẽ đợi khoảng chừng 5 phút rồi mình nêm lại nha. Mình sẽ nêm nếm lại nha quý vị, coi có vừa ăn chưa. Mình
Giờ mình sẽ để khoảng chừng 2 phút nữa ha. Giờ mắm của mình cũng đã gần chín rồi, giờ mình sẽ đổ tiếp cái phần hành lá với gừng sợi vô. Bếp và nhắc ra nha. Giờ mình sẽ cho thêm tép mỡ ha. Ớt sắc sợi. Phải sắc sợi mà là sắc miếu. Thêm một ít hành, này là hành tây mình phi vàng ha. Món mắm cá thu này á quý vị, mình sẽ ăn kèm với rau sống, bắp chuối, rau muống. Mắm chưng cá thu nhà mình đã xong rồi nè quý vị. Món này ăn rất là hao cơm nha. Quý vị ơi, quý vị và các bạn có thích cái video này hãy like và share cho mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh cho mình nha. Vlog xin Nguyễn xin kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.